bạn đang nghe nội dung từ Waka. Câu chuyện về TikTok và ByteDance. Mọi thành công đều bắt nguồn từ một hạt giống tham vọng. Bạn thân mến, mỗi ngày bạn đang dành bao lâu cho việc lướt mạng xã hội, đặc biệt là ứng dụng giải trí, mua sắm TikTok? Một chút vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy, một chút nghỉ giữa giờ làm, một chút vào giờ ăn trưa, một chút trước bữa tối và một chút trước giờ đi ngủ. Đôi lúc bạn tự nhủ mình chỉ xem 5 đến 10 phút lúc rảnh rỗi thôi mà, nhưng thực ra bạn đã bị cuốn vào những video ngắn ấy trong vài giờ đồng hồ. Thậm chí nếu bạn đang độc thân, đi làm về nằm xuống giường, lướt lướt qua những video vài chục giây, tới khi nhìn lên đồng hồ đã điểm 9-10 giờ rồi. Thực ra bạn không hề đơn độc. Trong số hơn 1 tỷ người dùng ứng dụng này trên toàn thế giới, có rất nhiều người rơi vào trạng thái nghiện. Vậy tại sao khi chơi TikTok, chúng ta lại thấy thời gian dường như tan biến? Tại sao ứng dụng này lại có khả năng kích thích người dùng trải nghiệm và giữ chân họ bởi những nội dung đúng sở thích? Ai là người đứng sau ứng dụng nổi tiếng toàn cầu này? Hôm nay hãy cùng Waka sách tóm tắt, tìm hiểu thông qua cuốn sách có tựa đề Câu chuyện về TikTok và ByteDance, TikTok đã làm khuynh đảo thế giới như thế nào? Tác giả Matthew Brennan là một tác giả người Anh, đồng thời cũng là một doanh nhân có tiếng tại Trung Quốc. Trong suốt hơn 16 năm sinh sống và làm việc tại Thượng Hải, ông đã từng có cơ hội làm việc với nhiều công ty công nghệ nổi tiếng tại quốc gia này. Chính điều đó đã giúp ông có thêm nhiều tư liệu và cái nhìn tổng quan về hành trình bùng nổ của TikTok và ByteDance tại trong nước và sức ảnh hưởng của nó trên toàn cầu. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần đầu là câu chuyện ra đời của nền ByteDance gắn với cha đẻ Trương Nhất Minh, một cậu bé lớn lên tại phía đông nam Trung Quốc, có niềm yêu thích đặc biệt với các chủ đề khởi nghiệp và công nghệ. Không giống như những bậc cha mẹ kiểm soát và lựa chọn đường đi cho con cái, thì bố mẹ của Trương Nhất Minh lại luôn khuyến khích anh thử thách những điều mới lạ. Cũng chính điều đó đã giúp anh luôn tự tin và tự lập trong công việc lựa chọn ngành học, nghề nghiệp để theo đuổi trong suốt nhiều năm. Sau này, thời gian làm việc cho Microsoft và Fanfare đã giúp Trương Nhất Minh ấp ủ khát vọng về khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Một công ty có thể chạm tới cuộc sống của tất cả mọi người, không chỉ những người trong một ngành nghề đơn lẻ, và ByteDance đã ra đời vào năm 2012 từ một nhóm chuyên viên máy tính làm việc trong căn hộ 4 phòng ngủ tại Bắc Kinh. Chỉ 10 năm sau, nó đã trở thành một gã khổng lồ công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới, vượt quá 100 tỷ USD. Và ở phần thứ hai của cuốn sách, tác giả Matthew Brennan đã giúp người đọc nhìn rõ hành trình của TikTok từ những năm mới ra đời, quá trình bùng nổ tại Trung Quốc và trở thành ngôi sao trên toàn cầu. Không có bất kỳ sự ngẫu nhiên hay may mắn nào tại đây. Tất cả đều là quá trình chăm chỉ quan sát, nỗ lực làm việc và liên tục đổi mới để thích nghi của đội ngũ nhân sự ByteDance. Nào, bạn đã sẵn sàng khám phá chưa? TikTok, hành trình trở thành nền tảng dẫn đầu xu hướng. Phiên bản ứng dụng gốc tiếng Trung của TikTok mang tên Douyin. Đây là một loại ứng dụng mà người dùng sẽ dễ quên ngay sau khi nghe thấy lần đầu. Douyin xuất hiện muộn màng và thuộc nhóm ứng dụng được nhiều người xem là không mấy quan trọng. Nhiều người cho rằng số phận của Douyin sẽ theo kiểu sớm nổi chóng tàn, sẽ bị sớm đào thải và lãng quên giống như hàng nghìn ứng dụng khác trong ngành công nghiệp Internet có nhịp độ phát triển nhanh đến chóng mặt tại Trung Quốc. Nhưng thực tế là Douyin và phiên bản quốc tế của nó TikTok đã vươn lên đỉnh cao thành công ngoài sức tưởng tượng. Hai ứng dụng này trở thành hiện tượng toàn cầu, vượt xa cả những ước mơ hoang đường nhất của đội ngũ sáng lập. Chuyện gì đã xảy ra? Cuối năm 2017, chúng ta chứng kiến sự nổi lên của Douyin, một ứng dụng đến từ Trung Quốc và sự ảnh hưởng của nó đến từ những người xung quanh. Mọi người bắt đầu xem những đoạn video ngắn khi rảnh rỗi và quay những đoạn video ngắn trên đường phố. Cư dân mạng bắt đầu trao đổi về các tài khoản mà họ yêu thích và ngay sau đó, một số người bắt đầu nổi tiếng từ nền tảng này. Các bài hát trở nên siêu nổi tiếng chỉ sau một đêm và tất cả là nhờ Douyin. 18 tháng sau,
Câu chuyện tương tự bắt đầu xuất hiện với phạm vi diễn ra trên toàn cầu khi sự quan tâm dành cho TikTok tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Tại sao là TikTok? Tại sao là ByteDance? Tại sao lại là video ngắn? Giống như nhiều nền tảng mạng xã hội ra mắt trước đó, Facebook, YouTube, Instagram, Tàu Yin và phiên bản quốc tế của nó TikTok khởi đầu với tính năng đơn thuần là ứng dụng giải trí. Một ứng dụng mà người ta có thể chọn dùng để thỏa mãn một chức năng nhất định mà họ thấy cần, chỉ có thế mà thôi. Xét riêng về mục đích ban đầu mà các ứng dụng này cung cấp thì Facebook chỉ đơn giản là một cách để sinh viên đại học dễ dàng kết nối và giao lưu với nhau. Instagram được cài đặt chủ yếu nhằm mục đích giúp người dùng có thể làm hô biến ảnh chụp cá nhân trở nên lung linh hơn bằng các bộ lọc tuyệt vời mới ra mắt vào thời điểm đó. YouTube phục vụ chủ yếu như một không gian mở với mọi người tải lên và lưu trữ video của họ. Bên cạnh đó còn có chức năng nhúng video vào trang web theo nhu cầu của người dùng. Còn Douyin hay TikTok ban đầu được hình dung chủ yếu là một công cụ thích hợp dành cho thanh thiếu niên. Nó cho phép người dùng sử dụng các tính năng hát nhép để tạo các video dễ thương trên nền tảng âm nhạc văn hóa đại chúng mới nhất. Từ mục đích ban đầu chỉ nhằm thỏa mãn một thị trường ngách, những người tải ứng dụng để thỏa mãn mục tiêu cơ bản. Từ xuất phát điểm đó, đội ngũ phát triển ứng dụng có thể tận dụng những nền tảng này để mở rộng phạm vi sử dụng và phân nhánh sang các chức năng liên quan khác như bộ lọc video, meme, âm nhạc, khiêu vũ và giải trí, mở rộng quy mô thị trường của họ gần như chỉ sau một đêm. Trong trường hợp Douyin hay TikTok, có thể xem ByteDance đã nhận được một lợi thế khổng lồ khi cả Facebook và Tencent, những tập đoàn mẹ từng tỏ ra quan tâm đến thị trường sáng tạo video ngắn, đều đã đánh giá thấp tiềm năng phát triển của thị trường ngách này. Cũng vì đánh giá thấp nó, nên cả hai bên đều phản ứng chậm nhịp so với ByteDance. Đến khi họ thực sự nhảy vào thị trường này thì đã quá muộn. ByteDance đã kịp thời xây dựng nên một đế chế, nơi người dùng thỏa sức sáng tạo và chia sẻ những video ngắn. Với giấc mộng mà Douyin hay TikTok vẽ ra cho họ, nếu video lên xu hướng, họ có thể là người may mắn chạm đến giấc mơ làm giàu nhanh chóng. Chiến lược xây dựng đế chế Douyin hay TikTok của ByteDance là gì? Với mọi nền tảng ứng dụng, sau khi đánh vào một thị trường ngách và gom về một số lượng người dùng cơ bản, nước cờ tiếp theo và có lẽ là quan trọng nhất sẽ là bước quyết định sự sống còn của mọi hoạt động. Làm thế nào để giải quyết vấn đề cung cầu? Để tồn tại và phát triển, các nền tảng cần nguồn cung về nội dung, video, tính giải trí, dịch vụ, con người. Nhưng nguồn cung chỉ xuất hiện khi nhu cầu tồn tại, còn nhu cầu chỉ hiện diện khi người dùng nhìn thấy nguồn cung đủ hấp dẫn. Tất cả vẫn xoay quanh bài toán kinh điển muôn thuở, con gà và quả trứng. ByteDance có thể đi đến thành công như hiện tại là nhờ vào việc họ đã đưa ra được quyết định đúng đắn trong cách thức tiếp cận khách hàng. Nhưng không thể phủ nhận, hai yếu tố quan trọng khác góp mặt vào thành công lớn ấy đó là thời điểm ra mắt ứng dụng và sự may mắn. Lợi thế của ByteDance. Vào thời điểm đó, các nền tảng như Instagram và YouTube đã bão hòa với số lượng lớn người dùng có tầm ảnh hưởng và tài năng cùng lượng người theo dõi khổng lồ. Trong tình cảnh đất chật người đông, hai nền tảng trên đã không còn là miền đất hứa cho những người dùng sinh sau đẻ muộn, muốn bon chen, kiếm một chút lộc lá nữa. Và đây hoàn toàn trở thành cơ hội tiềm năng cho ByteDance thúc đẩy nhà phát triển này cho ra mắt một nền tảng hoàn toàn mới, một miền đất hứa hẹn cho những người dùng thế hệ mới thỏa sức sáng tạo, tìm chỗ đứng, một thế giới mới nơi mà đơn vị tiền tệ của nó được tính toán bằng những lượt chú ý và theo dõi. Nhiệm vụ hàng ngày của nhân viên ByteDance là cùng nhau xem những video hoặc nội dung sáng tạo nhất được người dùng tự đăng tải và quyết định xem video hoặc nội dung nào sẽ giúp nền tảng của họ thu hút sự chú ý nhiều hơn. Sau đó, áp dụng các thuật toán riêng và tăng cường đẩy các video này xuất hiện dày đặc hơn nhằm thu hút được nhiều người xem và lượt xem hơn, khiến những nội dung đó được chú ý và lan truyền xa hơn nếu người xem đồng cảm với nó. Bất kỳ người có ảnh hưởng nào đủ may mắn được chọn đều có thể thấy vận may của họ thay đổi gần như chỉ sau một đêm vì sự chú ý lớn sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho họ như việc kiếm tiền thông qua các nhà tài trợ. Hay nói cách khác, ByteDance sáng tạo nên Douyin hay TikTok, một quốc gia tiềm năng thu hút mọi công dân là dân nhập cư tìm đến với họ
Ở đó tất cả đều có thể phát huy tiềm năng để cống hiến và sẽ có một nhóm nhỏ những người may mắn được chọn để trúng số đổi đời hay thăng cấp để tiến vào tầng lớp giàu sang. Một ví dụ dễ nhận thấy nhất là trường hợp của người dùng nhà sáng tạo Montreux Hill đến từ Georgia, Mỹ. Anh từng thử đăng tải video ngắn trên Instagram nhưng không mấy thành công bởi độ bão hòa và cạnh tranh ở nền tảng này quá gay gắt. Nhưng sau khi thử gia nhập và phát triển trên nền tảng TikTok, Montreux Hill đã vụt sáng với nghệ danh Lil Nas X. Bài hát Old Tarot của anh đã bùng nổ và trở thành một hiện tượng mạng đáng chú ý nhờ nền tảng này. Quyết định đúng đắn của ByteDance. Đội ngũ của ByteDance đã nhìn nhận được điểm mấu chốt để duy trì một nền tảng, đó là xây dựng được lên mốc mục tiêu hay miền đất hứa cho người dùng, thay vì dàn trải tài nguyên để ai cũng có phần. Trong kinh doanh, việc dàn trải mọi lợi ích cũng đồng nghĩa với việc mọi người đều nhận được lợi lộc, nhưng không ai trở nên giàu có vì những gì họ nhận được quá độ ít ỏi. Nếu tiếp tục duy trì, sẽ không tạo được sức cạnh tranh để phát triển và nền móng sẽ dần suy yếu rồi sụp đổ. Nền tảng ứng dụng cũng được áp dụng theo phương cách tương tự. Nắm được quy luật này, Biden đã cố tình tạo ra sự bất bình đẳng trên chính nền tảng của mình giữa vô số người dùng Douyin hay TikTok, chỉ có một nhóm nhỏ bỗng trở nên nổi bật và kiếm được nguồn thu nhập khổng lồ. Những video ngắn họ sáng tạo ra bỗng chốc trở thành xu hướng, thu hút những người khác học và bắt chước theo. Việc của Biden là làm giải ra một chút mồi câu về giấc mơ đổi đời cùng Douyin hoặc TikTok của một loạt người dùng tiên phong, tạo ra một cơn sốt hứa hẹn tiềm năng, kéo theo đó là một làn sóng lớn, những người dùng mới tìm đến nền tảng này, háo hức tạo ra nội dung và video với hy vọng thu được lợi nhuận khổng lồ. Guồng xoay phát triển của ByteDance. Cả hai yếu tố nói trên đã giúp cho nền tảng Douyin hay TikTok kiếm được nguồn cung cần thiết, mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra theo lẽ tất yếu. Một khi đã có cung, chắc chắn sẽ có cầu, đặc biệt là khi nhu cầu ngày một mạnh hơn, vòng xoay sẽ tự nhiên lấy đà và bắt đầu tự quay, thu hút nhiều nguồn cung hơn nữa. Chưa kể, ByteDance cũng xây dựng cốt lõi phát triển nền tảng Douyin hay TikTok dựa trên sự ưu tiên về tài năng hơn là ngoại hình và mức độ nổi tiếng, điều mà các nền tảng khác như Facebook và Instagram hướng tới nhiều hơn. Douyin hay TikTok mở ra một chế độ nhân tài sáng tạo, nơi người dùng có thể giành chiến thắng chỉ dựa vào ý tưởng cá nhân. Nhờ vào tài năng tự thân, một nông dân sống ở khu vực hẻo lánh nhất Trung Quốc chỉ làm video ngay tại nhà cũng có tiềm năng thành công chỉ sau một đêm trên Douyin. Những ngôi sao lớn vẫn duy trì được sự giàu có, nhưng cũng cần phải có cách để những nhà sáng tạo mới nhưng chưa được nhiều người biết đến được phát hiện và khen thưởng. Mọi người đều cảm thấy bản thân đã thực sự được trao cơ hội để thành công. Điều này giúp giữ cho tầng lớp thu nhập tầm trung trên nền tảng đó buộc phải chăm chỉ và tiếp tục tạo ra hàng tấn nội dung chất lượng cao, hòng làm tăng nguồn cung với hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ thành công rực rỡ. Guồng xoay vận hành nhờ đó mà được quay nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Chỉ trong một khoảng thời gian không quá dài, ByteDance tạo nên một đế chế huy hoàng mang tên Douyin hay TikTok như chúng ta được chứng kiến như hiện giờ. Tổng kết, sự trỗi dậy của TikTok là câu chuyện điển hình của đổi mới và không ngừng tối ưu, cá nhân hóa hành vi, sở thích của khách hàng. Trong tương lai, rất khó đoán trước TikTok và ByteDance sẽ tạo ra những kỷ lục gì, họ sẽ khuynh đảo thế giới ra sao. Nhưng chắc chắn một điều rằng, cả nhà sáng lập lẫn nhà sáng tạo nội dung trên toàn cầu sẽ liên tục thay đổi từng giây từng phút để nâng cao hơn nữa chất lượng trải nghiệm người dùng cũng như là mới chính mình. Bạn thân mến, bạn vừa nghe file tóm tắt sách Câu chuyện về TikTok và ByteDance, TikTok đã làm khuynh đảo thế giới như thế nào? Được viết bởi tác giả Matthew Brennan. Hẹn gặp lại bạn trong chuyên mục tóm tắt giới thiệu các cuốn sách hay của Waka. Để thường xuyên nhận được thông tin về các sản phẩm mới, bạn nhớ ấn subscribe kênh và truy cập fanpage Spotify của Waka Sách Tóm Tắt nhé. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe.
Để nghe chọn nội dung cuốn sách tuyệt vời này, hãy tải ngay ứng dụng Waka trên App Store hoặc Google Play bạn nhé!